Cho son, cho son, Egypt Summer là quân của phía Hà Nội. Màu 5, màu 6 là người cầm cho son. Màu 7 là Egypt và màu 8 là Summer. Gunny cầm IA, Tom cầm Phô, Vô Thường cầm Pan, Dũng Con cầm cho son cho nó cân kèo cũng được. Nói chung là cái bài như thế này thì chúng ta vâng cho son thật. Tôi nói đúng rồi, Dũng Con cầm cho son và cho son thật. Như vậy là bên này hai chém hai cung, bên kia cũng hai chém hai cung, lại hòa kèo cung chém của chúng ta. Chúng ta sẽ đến với bài Yamoto của ứng thủ Gunny ở đầu cánh. Một cái bài pan ở trong sát cạnh bản đồ như này thì nhìn rất quen. Tôm cầm phô, pan trong cánh. Đó là hai nhà mà vâng có cung R, được gọi là những nhà cung phô và pan. IA và cho son đầu cánh thì thôi thì nhẹ nhàng, cứ cho là cân với hai cho son bên kia đi. Còn cung Egypt và cung phô thì chúng ta biết rồi, cung nào lợi hơn là chúng ta cũng thừa biết rồi. Trận này thì chúng ta cũng chờ xem là chiến thuật của Tiểu Bạch Long đề ra là như thế nào. Pan của game thủ Vô Thường thì tôi vẫn nghĩ là anh sẽ đánh L cao cao lên một chút thôi, chứ không phải là một bài dâng L đâu. Đặng đạp pan thì cũng chả phải nghĩ gì rồi. Một bầy hiếu 7 thì cho Tôm và anh vừa phi lỗi một con. À quên đủ Gunny. Chỉ còn lại 6 con thôi. Còn bài IA có 6 hiêu về nhà. Đặng Long làm ngay sư tử. Hy vọng là bài này anh sẽ có những bãi quả phụ và hiêu voi sớm đi. Chỗ này có voi không? Một khoảng đen khá rộng đấy. Lại là một cánh rừng. Tỷ số thì đang là một đều trong xe đấu thứ hai. Tôm ba voi về nhẹ nhàng. Nhà phô cũng đang có khá nhiều rừng. Vô Thường, Vô Thường thì cũng đang có mỗi bốn con voi, bốn con hiêu về nhà thôi. Thế này thì ban không phải khỏe lắm. Trong sát 3 giờ có gì không? Còn khoảng đen kìa. Vô Thường giò nốt vào đi. Nhớ đâu lại mọc ra bãi quả của đấy thì lại mát. Đây là đôi voi. Và có vẻ đôi voi này thì Dũng Con chỉ cho trăng. Anh quyết định đi ăn bãi quả. Không, lại vẫn xả thịt voi. Gunny, một bài hiêu nữa dành cho anh. Bài này vẫn chưa thấy quả phụ đâu. Vâng, tôi chết. À đây, quả phụ đấy rồi. Hai bảy dân của Tôm, quả phụ ở đây. Vô Thường vẫn đang trong công cuộc đi đánh lô. Tôi bảo anh rồi, còn cái khoảng đen trong góc sát 3 giờ kìa, anh dò nốt vào đi. Đấy, đôi voi hoặc là bãi quả mọc ra trong đấy thì lại buồn cười. Trên nhà Tôm thì làm gì còn cái gì mà lên ăn. Bãi hiêu ở trên chỗ bãi quả của Tôm chăng? Không có gì ăn luôn. Phần quân đẹp hơn nhưng bài lại một bài mà phải nói là quá xấu. Tôm đang câu voi bị Vô Thường KS luôn. Thôi xem Gunny.
Dù gì thì trận thi đấu này thì những nhà trẻ bên phía team của Thái Bình đang hơi yếu rồi. Vô thường lại dỗi không lên đời, một bài không có đồ ăn. Một trận kích ở đầu 11 của thủ Gandhi, BM và BL. Màu 6 cam quýt lên đời rất sớm. Bãi vàng này không đóng được S. Ăn kiểu gì, ăn bãi vàng này thôi. Vô thường thế nào? Vâng, thôi đóng ruộng lên đời. Một trận thi đấu mà anh dỗ anh không lên đời rồi. Cũng là đáng lọc. Tôn một quả đấy mà lại còn không cho vô thường con voi đấy thì khéo anh quýt luôn. Kích đời vô thường ơi. Vâng, phải nhắc anh mới kích. Khả năng là dỗi rồi. Tôm, đây bãi vàng đây. Tôm vừa chỉ cho vô thường. Ăn đây luôn và vô thường sẽ bảo kê cho. À, tôm sẽ bảo kê cho. Gunny thì đang bị công tê. Vâng, đã lên muộn thì chớ. Lại có pha công tê của những thủ màu 7 đấu của cầu bại. Đây là nhà Egypt. IA gặp Egypt đầu cánh. Ôi dồi, lại có giò 4-5. Vâng, bài này thì chúng ta có thể thấy là IA đang có bài quá yếu. Lên đời muộn rồi lại còn bị chọc giò. Kìa, vây cái he để chặn giò. Đúng là các game thủ bên phía team của Hà Nội vẫn đang có những cái bài. Vâng, bây giờ không chặn được. Anh định chơi lại van lớp nhưng mà không được. Hết vàng rồi. Bãi vàng này thì kiểu gì game thủ Hoàng Mai Nhi cũng sẽ đẩy cung ra bắn ngay. Kiểu gì cũng sẽ có những con cung R màu 7 đẩy ra. Bánh xe đi. Rồi. Bây giờ thì chạy đi đâu đó và ăn vàng đi anh. Tôm 28 này. Vô thường là 20. Vẫn chưa có cái gì tính chất thi đấu trong trận thi đấu này. Đây là nhà màu 8 Summer. Màu 6 đầu màu 6 ở góc 6 giờ. Cánh kia là màu 5 trong cánh và màu 7 ngoài cánh. Cánh này là màu 6 đầu cánh và màu 8 trong cánh. Khá khó. Pan thì lên đời muộn nhưng bây giờ đang tròn một khoanh ruộng ở nhà. 2L sẽ chảy đều. Một trận thi đấu mà quân có vẻ nhỉnh hơn nhưng bây giờ thì các anh đang có một bài xấu. Cho son ở dũng con đã thủ phù ở nhà rồi. Tôm bắt đầu bị những con chém của cho son liên thủ van lớp chơi vào. Đã là hai tên cung dành cho tôm. Bãi quả đầu vẫn chưa ăn xong. Nhà gắn nì thì chắc chắn là sẽ bị đẩy thôi. Ra ruộng đi tôm, nếu không thì bơm gỗ cho đồng đội đi. Anh để gỗ nhiều như này làm gì? Gunny tham 17. Vẫn chưa thể làm gì được. Vâng, không vào được. Vô thường tham 25. Nhà dũng con thì đang bị đẩy rồi. Chúng ta thấy là xác dân nó nằm la liệt ở đây. Đâu có cái gì? Phù. Màu 8 đẩy, màu 6 công phù. Ê, gọi là khó chơi. Cam quýt. Trận thi đấu lại khó rồi. Tôm, niềm hy vọng cuối cùng đây rồi. Anh vẫn đang bị những con cho so, những con chém của cho son chơi vào. Màu 5 game thủ van lớp vẫn đang có bài cho son mà rất khỏe. Ăn được nguyên bãi quả trong sang góc và bây giờ đang sóc chém đều như vắt chanh. Còn đều hơn cả Yamoto. Với một thế trận mà hai đầu cánh đã yếu như thế này, Tôm sẽ là người mà chịu rất nhiều bất lợi. Cung R của game thủ đấu của các bạn vẫn chưa thấy đẩy ra. Nếu như mà bây giờ mà có cung R của đấu của bạn cũng cộng với cả những con chém của cho son như thế này thì Tôm sẽ cực kỳ khó thở. Cho son của van lớp. Đấy rồi, cung R 7 đã xuất hiện. Kìa.
Hai tân quân đang đẩy hai đầu. Ban của vô thường đã bị ai động vào chưa? 29. Nhà chưa ai động vào và 2L vẫn đang chảy đều. Còn Gunny, vâng, timeline này chúng ta có thể thấy đã đè rất mạnh rồi. Một trận Pan dỗi không lên đời. Bây giờ Tom bị ốp. Cung rờ ekip chém một chó son. Khó. Vâng, một mình cung rờ ekip nó ốp đã khó chơi rồi. Lặng là Pan của vô thường đâu, lên đây cứu ngay. Lên đây cứu giá ngay, không chết. Cung rờ ekip nó quá chỉ. Vâng, trận thi đấu này thì nó đừng nói đến Tôm chứ kể cả không mà những người cầm chủ lực cứng nhất vào đây cầm bài phô này thì cũng không thể cưỡng lại được cái sức mạnh của hai nhà cho son và ekip nữa. Ai cũng vậy thôi. Và Tiểu Bạch Long quyết định đi sai rồi. Tỷ số là 2-1 cho team Hà Nội. Một trận thi đấu mà quân là đẹp thế nhưng mà các anh ấy dỗi không lên đời. 2-1 cho Hà Nội.